Từ nhiều năm nay, hủ tiếu Mỹ Tho với đặc điểm cọng nhỏ, dai và giòn thơm đã trở thành một trong những món ăn không thể thiếu đối với du khách mỗi khi có dịp đến tỉnh Tiền Giang. Cùng với sự nổi tiếng của món ăn này, làng nghề hủ tiếu Mỹ Tho cũng ngày càng thay đổi. Những cơ sở sản xuất bánh hủ tiếu thủ công nay đã chuyển sang máy móc. Thế nhưng ở Mỹ Tho còn một gia đình với ba thế hệ sống bằng nghề làm hủ tiếu, vẫn giữ lại nghề sản xuất hủ tiếu bằng phương pháp thủ công. Đó là gia đình ông Huỳnh Tài Phúc ở phường 3 thành phố Mỹ Tho. Mỗi ngày, ông làm số lượng hủ tiếu không nhiều như những cơ sở khác, nhưng với bí quyết riêng. Bánh hủ tiếu ở đây được nhiều quán hủ tiếu nổi tiếng tại Mỹ Tho đặt hàng và quen gọi với thương hiệu riêng là hủ tiếu chín xé. Gia đình ông Phúc đã có trên 70 năm làm hủ tiếu. Bản thân ông năm nay đã 64 tuổi và đang truyền nghề lại cho thế hệ thứ ba là hai người con trai. Hiện tại, chỉ trừ khâu xay bột và các bánh tráng thành sợi hủ tiếu làm bằng máy, còn các khâu còn lại đều làm thủ công. Tại nhà ông Phúc có một lò sản xuất bánh hủ tiếu thủ công được xây dựng hàng chục năm trước. Đó là một lò đốt trấu xây bằng gạch. 4 cái khuôn tráng bột và hấp chín trước khi đem phơi. Hàng trăm vỉ đan bằng tre dùng để phơi bánh tráng. Ông Phúc cho biết, hủ tiếu Mỹ Tho ngày xưa nổi tiếng nhờ làm bằng thủ công, có những bí quyết riêng. Nếu làm bằng máy thì không chắc sẽ ngon bằng. Chính vì thế mà ông mới quyết định giữ cách làm này. Riêng hai khâu xay bột và các bánh tráng thành sợi không ảnh hưởng đến mùi vị và chất lượng cọng hủ tiếu, nên có thể làm bằng máy được để nhẹ công lao động. Ông Phúc cho biết, bánh hủ tiếu này được làm hoàn toàn bằng bột gạo, không pha bột mì, bột lọc, nên sợi hủ tiếu trong, dai, không mặn, không chua và luôn có mùi thơm của gạo. Để sản xuất sợi hủ tiếu ngon, khâu đầu tiên là phải chọn được gạo ngon. Bột gạo không nên trộn thêm bất cứ loại bột khác để giúp sợi hủ tiếu dai. Tiếp theo là khâu tráng bột lên khuôn. Đây là khâu quan trọng nhất, quyết định tô hủ tiếu đó có dai, trong hay không. Sau khi tráng thành bánh thì phải điều chỉnh lửa. Nhiệt độ của lò khi tráng bột lên khuôn để hấp phải đạt 120 độ C trở lên. Nếu nhiệt độ quá thấp, bánh sẽ không dai, sợi hủ tiếu sẽ bị đục thì coi như thất bại. Khi bánh tráng được hấp chín, dùng ống tre cuộn lại, sau đó trải lên vỉ tre rồi đem ra phơi nắng khoảng 3 giờ. Sau đó gỡ bánh tráng ra, đưa vào máy cắt sợi là xong. Cái chất lượng cọng hủ tiếu mình ăn thì nó chất lượng, nếu mà bột gạo thì mình ăn nó có độ dai. Nó hay nữa, cái nước lèo nó rút vô cái cọng hủ tiếu. Đó. Cái cọng hủ tiếu ra có chất lượng ngon, ăn thuộc mình gạo thì tương đối mình làm cho kỹ, là sai này kia. Rồi tẻ nước này kia, rồi cái đem ra mình tráng là phải ăn thua cái độ nóng, độ lửa là nó cũng phải 120 độ đổ lên là cái bánh chín nó mới ngon. Hai, nó không có bị chua. Hiện nay, dù các cơ sở xung quanh hầu hết đã chuyển sang sản xuất bằng máy, nhu cầu thị trường cũng đòi hỏi phải cung ứng nhiều sản phẩm hơn. Nhưng để tiếp nối cái nghề của cha ông, những người con của ông Phúc vẫn miệt mài với lò hủ tiếu truyền thống. Chú chồng thì chỉ cũng dẫn đi làm bên lò bánh làm công cho người ta. Theo bên chồng thì ví dụ sau này cha mẹ mà già rồi thì để hai vợ chồng cũng phải lãnh nghề này làm tiếp, thì cha chịu con nấu gì đó. Cũng nhờ kiên trì với phương pháp truyền thống của gia đình mà nhiều năm nay hủ tiếu chín xé vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu của nhiều tiệm bán hủ tiếu ở Mỹ Tho, như hủ tiếu Quần Ký trên đường Ngô Quyền, phở Đồng Thanh trên đường Lý Thường Kiệt. Các chủ tiệm đã nhiều năm dùng bánh hủ tiếu này đều nhận xét. Sợi hủ tiếu do lò chín xé sản xuất luôn đạt được các tiêu chí trong, dai tự nhiên, thơm, không chua và không mặn.